Vãi thuốc xịt bọ là cái thuốc như nào hả? Thuốc rửa gáy ạ. Để cho nó không ngoái lại, nó liếm đi. Này, nếu nó không ngoái lại liếm thì có khi cũng băng được anh nhỉ? Tiêm xong rồi nhỉ? Chị đang vệ sinh. Tí chị bán xem cái ấy luôn nhá. Cái loa đẹp được rồi chị. Hay là chỉ uống một viên, uống vào buổi sáng sớm như này hoặc là buổi trước. Uống sẽ đến bao giờ mà canh thẳng con. Cô nha, đi về nhá. Nha. Con chó thì tỷ lệ là canxi nó rất cao. Đi về nhá. Càng nhiều con càng cũng bớt thì nó càng lên. Đâu rồi? Đấy. Mà này, bà không, con luôn. Mà này bà không kiềm chế được ấy. Mê bộ nặng nó cứ sướng cái tay. Em thấy tự nhiên mất một miếng da tròn xoe. Sợ trốn vào đấy là không ai nhìn thấy em luôn. Anh ơi, tạm